Xin chào anh em, hiện tại trên tay em đang là một mẫu Orient màu cà phê rất là đẹp ạ, rất là sang trọng, được trang bị khóa bướm rất là đẹp. Em sẽ quay chi tiết nhé. Phần đây là phần dial của máy với cọc số là các cái số từ 1 đến 12. Góc 12 giờ có một cái kim xăng báo năng lượng tích cóp. Cái này rất là tiện lợi cho anh em có thể đeo. Em này có thêm một cái vòng benzen bên trong nữa, nhưng mà em cũng chưa biết là cái vòng benzen này có chức năng gì, thì em sẽ nghiên cứu và tìm hiểu thêm. Còn nếu như anh em nào biết được cái chức năng của nó thì có thể comment ở dưới giúp em nhé. Các cái phần cọc kim số và giờ, các cái phần cọc số này, phần kim này, giờ và phút này đều có dạ quang nha anh em, nên buổi tối nhìn rất là phê. Góc 6 giờ là nghịch thứ. Logo Orient Automatic thì được để góc 3 giờ. Em này có kích thước size mặt là 42mm, nên là rất phù hợp với anh em có cổ tay từ 16.5cm trở lên. Đeo rất là đẹp, được mạ màu vàng rose gold rất là đẹp. Đây là phía sau của em nó, được hở tim, hở phía sau em nó là hở mông này. Orient máy cơ, đây là mẫu máy mới được sản xuất bởi hãng Epson của Seiko nha anh em. Thì hiện tại thì em không có đủ tay để thực hiện các cái phím chỉnh chức năng cho anh em xem. Đấy, em nó rất là đẹp. Em này có độ chống nước lên tới 50m, 13 cơ, thì là 100m, rất là khủng khiếp ạ. Nó em này khóa bướm này, dây da chống gập rất là tốt. Với mức giá là rơi vào khoảng hơn 3 triệu thì em nghĩ con này khá là ok cho anh em lựa chọn. Rồi, em xin cảm ơn.